Ui, chắc nghe được chưa? Quên mất. À rồi. À, bạch sư, nếu mình làm giúp người khác việc gì mà việc đó mặc dù mình biết mục đích của họ là lợi dụng mình thôi, thay vì trả tiền mướn người khác làm nhưng họ nhờ mình vì mình không lấy tiền, thì việc mình giúp vậy có gọi là thiếu trí hay không, thưa sư? À, bản thân ấy, cái việc chúng ta đặt câu hỏi nó đã có một vài cái vấn đề. Đó là chúng ta nghĩ là cái việc mà mình giúp người khác đó, đó là họ lợi dụng mình. Khi mà mình đã nghĩ như vậy thì cái việc mình giúp đỡ bản thân nó đem lại cái phước đức rất là ít. À, khi mà chúng ta không có cái suy tư mà nó thông minh, không có khéo suy tư, thì ngay cả những cái việc thiện của mình làm nó đều sẽ đem lại những cái kết quả rất là hạn chế. Quý vị biết là tại sao á mà chùa thì thực sự mà nói sư rất là ngại những cái người mà công quả, bởi vì đó họ nghĩ rằng mình làm công quả thì mình thích thì mình làm thôi, còn cái suy nghĩ mà chịu trách nhiệm với cái việc làm của họ đó nó rất là khó. Có đôi khi đó cái công việc đó mà mình bỏ tiền ra mình thuê mình mướn người ta làm thì họ làm rất là nhanh. Thí dụ như cái công việc đó nếu mình thuê thì người ta có thể làm trong vòng 3 ngày. Nhưng mà khi mà một người mà họ có cái họ làm công quả đó, mà họ không có được cái ý thức thì có thể họ kéo dài 1 tuần, 1 tháng, mà nó kẹt một cái là chùa không được nói cái gì hết. Bởi vì nếu mình nói đó thì họ nói tôi làm công quả mà, tôi làm miễn phí, nó thẳng vậy, tiền nào của đó tôi làm miễn phí, tôi làm công quả, thì nói chung là không có được đả động gì tới người ta, nó rất là kẹt. Bởi vì chính cái suy nghĩ của anh ấy, chính suy nghĩ của anh ấy, nó làm cản trở cái phước đức của anh. Mặc dù đúng là khi mà mình làm mình giúp đỡ, sư đang nói việc chùa để quý vị nghĩ tới việc đời, mình làm giúp đỡ bất cứ ai đó thì đúng là cái công việc đó mình là một cái sự phục vụ và chắc chắn nó đem lại công đức, nhưng mà cái tâm lý, cái tư thế của mình nó khiến cho cái việc của mình nó đem lại nhiều phước hay là ít phước. Thành ra phải nói có đôi khi sư rất là ngại và thậm chí là không muốn nhờ. À, bởi vì người ta làm công quả thì người ta cứ kéo dài theo ý thích của người ta thôi. Quay lại vấn đề, sư nói để quý vị nhớ giùm cái gì? Khi mình giúp người ta mà mình có cái suy nghĩ đó là mình giúp một cách miễn phí. Bởi vì nếu như người ta mời một bất kỳ một người nào khác thì người ta phải trả phí, còn nhờ mình á thì mình miễn phí, rồi từ đó mình có thái độ chưa có phù hợp, và sư nói thậm chí có đôi khi mình thiếu trách nhiệm trong công việc. Và dù cho mình có làm hết trách nhiệm đi chăng nữa mà mình với cái suy nghĩ nó chưa có được thông minh á, thì bản thân nó cũng cản trở phước mình rất là nhiều. Và đúng quả thật khi mà mình có suy nghĩ như vậy mình là người thiếu trí. Còn cái chuyện mà người ta có lợi dụng mình hay không á thì nó lại là một vấn đề khác nữa. Bởi vì mình có chắc là vì người ta hà tiện tiền cho nên người ta mới nhờ mình hay không?
Nó có hai trường hợp nha, nó có hai trường hợp. À, trường hợp đầu tiên á là người ta thiếu tiền, người ta không đủ tiền để mà thuê mướn, cho nên mới nhờ mình với cái suy nghĩ là như vậy thì nó bớt phần chi phí. Thì như vậy đó, nó là cái người giúp đỡ và cái người giúp đỡ đều có suy nghĩ chưa có hợp lý. Thì như vậy đó, cái phước mà chúng ta tạo á, nó hạn chế. Còn cái vấn đề thứ hai, trường hợp thứ hai đó là gì? Người ta suy nghĩ đó, ví dụ như một số việc như là cái việc công quả ở chùa, hoặc là một số việc nghĩ là mình nên tạo điều kiện cho một số vị có cái lòng hoan hỷ, họ tạo thêm cái phần công đức. Thì như vậy đó là cái người nhờ họ có ý tốt, là họ muốn cho mình có phước, họ có ý tốt, mà cái người mà được nhờ á thì họ lại không có suy tư hợp lý. Thành ra đó, cái công đức của mình thì nó chỉ tốt được ở phía người nhờ mà không tốt ở cái phía người được nhờ. Thành ra cái công đức mình cũng được, nó cũng hạn chế ha. Còn trong cái trường hợp á mà cái người được nhờ á mà họ có cái ý tốt, tức là vì cái tâm từ, vì cái lòng bi mẫn, rồi vì cái sự nhiệt tình, vì cái lòng hào sảng, cho nên mình chấp nhận mình giúp đỡ và mình không có suy nghĩ thiệt hơn cho vấn đề này, và mình giúp bằng cái thái độ có trách nhiệm. Thì trong trường hợp đó đó, trong trường hợp đó, cái đối tượng nhờ đó, mình không biết được là họ cái tâm ý như họ như thế nào, nhưng mà ở cái phía mà mình nè, mình là cái phía người được nhờ mà mình làm hết lòng thì mình là người có nhiều phước nha. Cho nên trong cái vấn đề mà giúp đỡ, chúng ta nên khéo suy tư, khéo suy tư. Mà sư mượn gọi là mình mượn việc nọ mà mình trỏ việc kia ha, để nhắc những vị mà có cái suy nghĩ là công quả cho Tam Bảo đó, thì mình nên có cái suy nghĩ một cách nó hợp lý ha. Nên tránh cái thái độ á, là mình tôi công quả mà anh không được quyền nhắc nhở tôi. Tôi muốn làm chừng nào xong đó thì làm, còn chất lượng á thì tùy tâm, công quả thì tùy ý, chất lượng thì tùy tâm, thời gian thì tùy hạn định. Cho nên á, là rất là phiền ha, rất là phiền. Rồi tới hồi đó, tới hồi á chùa bỏ tiền ra thuê người thì lại nói là tại sao chùa mà lại cư xử là đi thuê như người đời, mà không có để cho người ta tạo công đức, thì cái đó nó rất là kẹt, nó rất là kẹt. À. À, cho nên cái vấn đề này đó ha, cái việc thiếu trí hay không, cái việc thiếu trí hay không không nằm ở chỗ người ta có ý định nhờ mình miễn phí hay không, không nằm ở chỗ ý của cái người nhờ đó họ tốt hay không tốt, mà nằm ở chỗ mình suy tư có tốt hay không tốt. Khi mình không khéo suy tư á thì mình là người thiếu trí ha, chứ không phải nằm ở phía người ta đâu. Nó có một cái mặt tiêu cực mà sư chợt nhớ, sư phải quay trở lại thay vì kết thúc, đó là có đôi khi đó có những cái công việc thiện nguyện, những công việc thiện nguyện hoặc là nhiều cái công việc này nọ kia đó mà người ta lợi dụng mình để làm việc này việc kia. Chúng ta nên phân tích cái việc nó như thế này nè, cái việc đó đó
là nó đúng thì nó sai, nó có lợi ích thì nó không có lợi ích. Có những việc mà nó không có lợi ích ấy, thì mình giúp, dù là mình giúp mình được trả công hay mình không được trả công, thì mình đều tạo nên cái điều vô phước nha. Còn cái chuyện mà mình giúp dù cho nó chỉ lợi ích cho một cá nhân mà đương nhiên nó không ảnh hưởng tới tập thể, ví dụ như là sửa giùm bóng đèn nhà anh kế bên ví dụ vậy, hay là lợi ích cho, dù chỉ lợi ích cho một cái con vật hoặc một sự kiện nào đó, thì nó cũng đem lại cái điều có ích ha. Cho nên là chúng ta có trí hay không có trí nó còn nằm ở chỗ này, đó là chúng ta xem coi cái việc mà mình được nhờ đó nó có đem lại lợi ích hay không. Quý vị có nhớ Vua Trần Đế Thích khi mà ngài còn là một cái người cư sĩ đó, mà ông khi mà ông xây nhà xong rồi đó thì ông bị người ta chiếm chỗ ở, rồi đến khi mà ông nghĩ, ông chỉ đơn giản ông nghĩ là người ta có chỗ ở là mình mừng rồi, sau đó ông xây căn nhà khác và người ta lại tới, người ta chiếm chiếm đất chiếm nhà, rồi thế là chàng thanh niên vẫn tiếp tục đi xây những ngôi nhà khác nữa. Mà nếu như anh chàng thanh niên ảnh mà có cái suy nghĩ là người ta lợi dụng mình để mà người ta có được cái chỗ ở miễn phí không có tốn công, thì nếu như ảnh suy nghĩ như vậy thì anh chàng thanh niên này sẽ nổi tâm sân, nổi lòng bất mãn và chắc chắn là sẽ không đạt được địa vị là vua trời đế thích như là bây giờ. Chính nhờ việc ảnh suy nghĩ đó là mình đã giúp được người khác có được ngôi nhà, mặc dù trên cái hành động thực tế đó thì người ta tới người ta chiếm nhà của ảnh chứ không phải là người ta nhờ ảnh làm, mà người ta chờ ảnh làm xong người ta lợi dụng người ta tới người ta chiếm nhà đó. Mà với một cái suy nghĩ nó thông minh thì như vậy tạo nên rất nhiều công đức và nhờ như vậy được lên làm vua trời đế thích ha. Thành ra cái suy nghĩ của người thường và suy nghĩ của bậc đại nhân nó sẽ có những chênh lệch. Ở ngoài trời thì nó hơi mưa, nó mưa hơi to cho nên có thể quý vị sẽ nghe nó khó khăn ha.